Nhân vật chính trong video test hiệu năng lần này của mình là ThinkPad X1 Carbon Gen 9, một chiếc máy cực kỳ cao cấp của Lenovo. Cấu hình của chiếc máy này là Intel Core i7 thế hệ thứ 11, là chip G nha anh em, 1165G7, với 4x8 luồng, và mình đã test ra cái số điểm Cinebench R23 của nó. Cao nhất là 3993 điểm, nhiệt độ cao nhất của CPU là 98, mức TDP lên đến 58,33W, rất là cao luôn, xung nó lên khoảng 4.7 mà. Anh em đừng khinh thường cái con chip Core i7 mà chip G này nhá. Đầu tiên thì mình vào với Liên Minh Huyền Thoại. Đồ họa thì đương nhiên chọn là Max Setting Full HD, toàn 9X đến hơn 100, và cái mức công suất nó tiêu thụ là từ 16 đến khoảng hơn 20W. Mức RAM tiêu thụ là hơn 8GB, chiếc máy này sẽ có RAM 16GB hàn cứng ở trên main mà. Tuy không có card RAID nhưng mà nó chơi game vẫn rất là ngon nhỉ. Tuy với một cái máy văn phòng ấy nhưng mà nó cũng khá là nóng anh em ạ. Mình đã có công cụ để đo rồi, thì nhiệt độ cao nhất lên đến tận là 49 khi đo nhiệt độ gió thổi ra từ CPU. Còn môi trường hiện tại của mình là đang trong phòng điều hòa 26 độ. Đôi khi cái mức TDP của nó tăng lên mức là 26-27W thì nhiệt độ CPU lên đến tận là 85 độ C. Chính ra là mấy cái con máy văn phòng bây giờ chơi game cũng đỉnh ấy chứ nhỉ. Ví dụ anh em chỉ cần chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi thì cũng không cần quá nhiều FPS đâu. Tầm khoảng là 100 FPS là anh em thấy rất mượt mà rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với tựa game khác là CSGO nhá. Mức đồ họa ở đây thì ban đầu mình sẽ chọn là 2 Full HD. Tầm này thì sợ gì đúng không? Chiến luôn nhá. Nó lag thật ấy, nó chỉ khoảng tầm 20 đến 25 FPS thôi, và thậm chí ở dưới 20 này. Gió thổi ra là 48 độ C và cực kỳ giật lag luôn. Bây giờ thì mình sẽ set nó xuống là cái mức thấp nhất nhá. Chơi cực ngon anh em ạ. Số khung hình đạt được sẽ từ khoảng 30 đến 40 nhá. Nghĩa là đã tăng so với ban đầu là từ 10 đến 20 FPS rồi. Thật sự rất là lag luôn. Nếu mà anh em không quá quan trọng ấy, đồ họa thì mình nghĩ là anh em sẽ giảm từ Full HD xuống còn HD thì nó sẽ chơi mượt hơn. Nhưng mà Full HD như thế này thì chơi không ổn. Và cái mức nhiệt độ bàn phím mà mình cảm thấy là nó không nó quá nóng đâu. Phím mình di chuyển ví dụ với kép ASD ấy, tuy không phải chỗ gió thổi ra đâu, nhưng mà mình thấy là nhiệt độ chỗ đấy nó cũng lên đến mức là 45 độ. Tiếp theo là một phần mềm Photoshop để anh em làm việc xem có ổn hay không nhá. Màu sắc ở trên chiếc màn hình này thì rất đẹp anh em ạ, phải công nhận với anh em luôn. Phải tầm 100% sRGB, độ sáng cũng rất cao. Đây là một cái màn hình khá là đáng tiền. Khi mà thực hiện những cái tác vụ của cái phần mềm Photoshop thì mình cảm thấy là nó mượt mà, nó gần như không có cái hiện tượng crop luôn. Mặc dù mình có khá là nhiều cái tác vụ ở đây, nhưng mọi thứ thì đều có thể đáp ứng cái nhu cầu. Phản hồi thao tác ở trên máy thì gần như là không có cái hiện tượng là bị khựng lag, bị đơ, bị delay đâu. Mức nhiệt độ khi làm Photoshop của nó ở mức trung bình là gió thổi ra khoảng 44 độ C. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái phần mềm, đó chính là AutoCAD. Mình đã có những cái file mẫu khá là nặng, có cực kỳ là nhiều chi tiết. Và anh em thấy không, mọi cái thao tác của mình thì đều rất là mượt. Thậm chí mình còn cho nó nhân đôi cái hình lên, nhưng mà nó vẫn làm được nhá. Nếu mà chúng ta làm di chuyển những cái nhỏ nhỏ thôi thì đều rất mượt mà. Chúng ta thực hiện các cái lệnh ở trong AutoCAD thì ok. Nhưng mà khi mà mình muốn, mình thử sức là di chuyển tất cả hai cái hình to như thế này, rất nhiều chi tiết ở đây, thì nó gặp cái hiện tượng là bị đứng hình trong khoảng 10 giây nhưng mà vẫn di chuyển, không bị out phần mềm nhá. Anh em thấy như thế nào? Không bị out phần mềm là ok rồi. Và mình có mở thêm một vài dự án thì chiếc máy này đều làm việc rất mượt mà luôn. Mỗi tội là khi anh em làm quá nhiều việc ấy, thì mình thấy là chip i7 ở trên cái con máy này nó nóng rồi, thổi ra lên đến 48,3 độ C. Đấy nhá, nhiều khi anh em muốn mua một chiếc máy để làm việc, muốn i7 cho nó mạnh ấy, nhưng mà anh em cũng cần quan tâm đến nhiệt độ của nó như thế nào. Chiếc máy này thì mình cũng mới vệ sinh xong, sử dụng thời gian lâu dài, keo khô thì chắc chắn nó sẽ còn nóng hơn nữa. Tổng kết lại hiệu năng của ThinkPad X1 Carbon Gen 9 thì mình cảm thấy là với cái phiên bản i7 này thì nó có thể đáp ứng cho anh em hầu hết tất cả mọi game từ nhẹ đến nặng. Hầu hết tất cả các game eSports này,
Nếu mà anh em có chơi FIFA Online 4 thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là mượt thôi. Điều mà mình nghĩ anh em cần lưu ý ở đây đó chính là nhiệt độ. Nếu mà anh em còn có cái ý kiến gì muốn góp ý cho mình thì hãy bình luận phía dưới nha. Link mua hàng cho anh em quan tâm thì mình sẽ để phía dưới cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.